Và công nhận Việt Nam mình bây giờ tiến bộ quá, và dàn dựng có một chương trình công phu hoành tráng đến thế là cùng. Mà tôi thích cái cô Lâm Thị Dê ngay từ lần đầu cô ấy bước ra đấy. Nhìn dáng chuẩn quá à. Đúng là chuẩn không cần chỉnh. Có chỉnh hay không thì làm sao mà ông biết được. Ông chỉ được cái mê gái là giỏi. Thể thấy gái, sáng mắt cả ra. Ở với nhau mấy chục năm trời, ông có khen tôi lấy một lời đâu. Sao lần này cứ huyên thuyên mãi. Hoa hậu gì đâu, mở miệng chẳng thấy Nhã Ngọc Phương Châu. Toàn nói những điều nhảm nhí, quá là thất vọng. Ở đâu hay đi chả hòn. Bà nghe đấy à, tôi mới chỉ có khen thôi mà. Có khen thôi mà cũng không cho à. Tôi thế đấy, ông không chịu được nữa thì bỏ đi. Đúng là cái thứ đàn ông. Bà đừng có được đặt chân lên đặt đầu nhá. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, bà lúc nào cũng tỏ thái độ cằn cọc khó chịu. Tôi có làm gì sai đâu, mà lúc nào tôi cũng nghĩ tốt cho bà. Còn bà thì sao? Bà có bao giờ nghĩ cho tôi không? Thôi, bà muốn đi đâu thì đi đi. Đó là ông nói đi nhá. Tôi cũng chẳng muốn ở cái nơi quái quỷ này thêm một giây phút nào nữa. Mà kệ ông. Ừ, nó có tên là con đường gốm sứ đấy bà.
Bây giờ bà muốn đi đâu tiếp? Giờ mình ra Hồ Gươm đi không? Ừ. Hùng ơi, tôi có bài hát này, bây giờ mình tập thử nhé. Ừ, tập sớm đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là nơi lần đầu tiên mình nắm tay nhau đấy. Hôm ấy, ông mặc chiếc áo màu thiên thanh, tóc chẻ ngôi giữa, chân đi dép tổ ong. Đến là bố. Mấy chục năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ chỉ ít những lời tỏ tình muộn về của ông. Lúc đó, tôi buồn cười lắm, nhưng phải ráng nhịn. Nhưng dù sao, ông vẫn là người duy nhất mà tôi yêu. Tôi nhớ lúc ấy cũng tại nơi này mình nhảy với nhau một bài đấy, tiếc là ở Sài Gòn chưa kịp nhảy thì đã bị bọn trẻ phá đám. Thôi bây giờ mình hoàn thành nốt để nhảy đấy đi mà. Tôi nói thật, 40 năm qua tôi vẫn luôn yêu bà, ngày càng yêu bà hơn. Tôi sẽ ở đó. Tôi cảm ơn bạn.
Thì giờ không nghĩ là các bạn lại rời sân khấu sớm như thế, bởi vì với tất cả những gì bạn làm cho khán giả trong suốt 30 phút vừa qua thì các bạn xứng đáng được nhiều hơn thế đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nina. Mình nghĩ là các bạn đã đem đến cho khán giả một câu chuyện rất là dài 30 phút và đem đến cho khán giả rất là nhiều cảm xúc từ tình yêu không giữa con người với con người hoặc tình yêu với quê hương đất nước. Mình nghĩ đây là một vở kịch rất là xuất sắc và tuyệt vời. Các bạn có thấy thế không ạ? Và ngoài ra thì những màn biểu diễn ở trong chương trình như là hát, nhảy cũng đều rất là vô cùng và xuất sắc. Vì thế nên là không có lý do gì để các bạn phải rời sân khấu sớm như thế cả. Mình muốn phỏng vấn một chút thôi, một cuộc phỏng vấn rất là ngắn thôi. Câu hỏi đầu tiên là mình thấy là các bạn là những người biểu diễn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, có lợi thế cũng không có lợi thế, thì các bạn có cảm xúc như thế nào? Mình xin mời cùng môn trưởng bạn Dũng có thể chia sẻ với cả khán giả là khoảnh khắc đầu tiên mà xuất hiện trên sân khấu. Lời đầu tiên mình xin gửi một lời chào trân trọng nhất đến tất cả các vị khán giả, các vị khách quý có mặt ngày hôm nay. Lời thứ hai là cho mình xin lỗi bởi vì cái bộ trang phục mình đã mặc trên người nó là cần thiết cho vở kịch mà nó bây giờ đến lượt chia sẻ cảm xúc thì là cụ đầu tiên thì thực sự là cảm thấy rất là run. Vì thưa với anh Tiến là cả hai năm đối cùng Yunan đều là cùng đầu tiên mà em vẫn nhớ rõ cái cảm xúc lần đầu tiên bước ra cái sân khấu như thế này, mà nghĩa là nó run cực độ luôn. Xong rồi nhưng mà về sau mình bước qua được thì nó rất là tốt, và em nghĩ là diễn đầu tiên nó có cái lợi thế riêng của nó, thì người đi đầu thì bao giờ nó mình thấy bạn là đầu tàu và là có vẻ là một đầu tàu rất là vững chãi, từ trang phục cho đến bên trong mọi thứ trông đều rất là vững chắc. Mình không nghĩ là bạn lại run như là bạn nói, và trông bạn rất là tự tin, và mình nghĩ là bạn đã kéo cả đội lên rất là nhiều. Một tràng vào tay cho bạn Dũng ạ, trên trường của Vina. Và mình thấy là vở kịch của các bạn thì có rất đầy đủ rất là nhiều gia vị, từ là các vấn đề xã hội cho đến tình yêu của đôi bạn già và nhảy hát rồi mỹ nữ thì rất là nhiều, và thậm chí có cả mỹ nam nữa. Vì thế nên là mình chỉ hỏi là các bạn dàn dựng rất là công phu trong thời gian rất là ngắn. Vậy thì với nhiều tiết mục như vậy thì có thể cho mình biết là những khó khăn khi mà các bạn tập luyện có thể chia sẻ được không? Bởi vì có nhiều bạn có thể chưa tham gia thì chưa biết được. Thì câu này mình không hỏi bạn Dũng, mình lại muốn hỏi bạn đồng nghiệp với mình là bạn cũng làm MC, bạn có trên sân khấu nhỉ, bạn hát rất là hay. Và đây, Dũng chuẩn bị cho bạn. Câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi quá dài từ mỹ nam mỹ nữ đúng không? Mình chỉ tóm tắt lại là bạn chỉ có thể chia sẻ với tất cả các bạn ở đây là những khó khăn trong quá trình tập với bao nhiêu con người như thế này, dàn dựng bao nhiêu tiết mục từ hát đến nhảy rồi lập kịch bản xuyên suốt cả ở đấy, thì các bạn làm việc với nhau có gặp nhiều khó khăn không? Bởi vì cũng chỉ là freshman thôi, vừa mới sang xong, ngoài FOC ra cũng chưa có dịp làm việc với nhau, thì các bạn có thể chia sẻ những khó khăn ngắn gọn một hai ý thôi. Đầu tiên là khó khăn tập huấn kịch bản, và nghĩ ra những cái kịch bản là sao có câu chuyện từ đầu đến cuối có climax và có kết, ta có kết ra có hậu và nói phải mang ý nghĩa về đất nước Việt Nam và xã hội Việt Nam. Thì cái đầu tiên là nghĩ ra kịch bản, sau khi nghĩ ra kịch bản thì bọn mình phải lắp ghép mọi thứ với nhau, và cũng rất là đây là lần đầu tiên mà mình hát chung với cả bộ đội kịch, thì tất cả những cái phần mà mình biểu diễn nó phải ăn khớp với cả đội hình, còn nếu mà không thì nó đã hỏng hết rồi, thì tất cả phải đi như là một tập thể mà không thể nào tách rời nhau ra được. Thì cái khó khăn nhất là bọn mình là làm sao cho nó thật là chính xác và thật là hoàn thuận, làm việc thật là ăn ý với nhau. Nhưng mà mình nghĩ là hôm nay team mình làm việc rất là tốt, rất là thành công. Các bạn thấy là quá trình chuẩn bị rất vất vả đúng không ạ? Từ là kịch bản đến việc ghép tất cả các khâu lại với nhau. Vì thế nên là tụi mình là freshman cũng cảm thấy những cái đấy. Chứ đây là lần đầu tiên mà chúng ta có phần chia sẻ giữa những người làm đây với cả khán giả, nên là để cho khán giả biết hơn về sự vất vả của các bạn. Và em chào chị MC ạ. Anh MC đứng ngắt xa. Em có thể diễn cái động tác hết sức là người cảm, thiếu sự và chuyên cảm như thế này.
Thưa chị, thực ra thì em cũng không có bí quyết gì lắm đâu. Tại vì em nghĩ đấy là phải theo em nhớ đây là lần đầu tiên em đóng vai nữa. Chia sẻ với khán giả một câu ngắn gọn thôi, cả cùng hôn cùng nói. Mình có thể đến, mọi người sẵn sàng chưa? Đây là cái thông điệp các bạn sẽ gửi đến với ban giám khảo và với khán giả. Mình có thể đến 1, 2, 3. Mình cũng xin cảm lỗi một lỗi của MC là lúc nay do quá là vội vàng vào để tiếp tục phần 2 của chương trình nên mình đã quên không giới thiệu là cái team chính của các bộ kịch của chúng ta hôm nay là về Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập, và có một thành phần rất là quan trọng cần phải giới thiệu đó là ban giám khảo và MC thật sự là sơ suất khi mà không giới thiệu ban giám khảo. Vì vậy trước mình xin được gửi lời xin lỗi chân thành sâu sắc đến ba bạn ban giám khảo, đó là bạn Minh Phương, Trần Minh Phương, bạn Sử Đình Khanh và bạn Nguyễn Ngọc Diệp ạ. Bạn giám khảo công minh của chúng ta ngồi đâu ạ? Không tin nữa cháu phải điều bằng quý vị và khán giả là cái team của Cùng Thôn, của kịch Cùng Thôn của chúng ta là Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vở kịch của cô Mô tiếp theo, đó là Cùng